Hello, xin chào cả nhà, chào mừng các bạn đến với kênh của Nhung Nhung TV. TV. Hôm nay có bấm quay cùng với mẹ Nhung này. Hôm nay chủ nhật con gái được nghỉ học với cả nhà. Thế là hôm nay nhà Nhung, hai mẹ con Nhung ăn trứng gà ấp giờ hở cả nhà nhá. Ngon lắm, em mua được 20 quả trứng gà ấp giờ hở. Nhưng mà còn này em luộc nó bị vỡ vẻ ra một chút đi. Chắc là nhiều quá, nhưng nó sôi ấy, em để quá nửa ấy. Thế là nó sôi cạch 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 cạch, sôi to quá nó mới bị đứt ra cả nhà. Thường là đun sôi một lúc mình để, bắt đầu nó sôi mình để mở nhỏ lửa thôi thì nó không bị đứt như thế này. Mời cả nhà ăn cùng với mẹ con Nhung nhá, ngon lắm cả nhà ơi, chính là hấp đấy. Đấy, đập nè, ngon lắm. Mời cả nhà nhá. Ngon. Lau răm. Em mua trứng gà này ở khu em với cả nhà. 30.000 chục quả, cái này 60.000 20 quả. Ngon quá. Mời về nhà nhá. Bóng đâm bị xem nào. Ngon đấy. Trứng gà ấp thì bên trong ăn hơi mỏng mỏng một tí, rất là ngon. Em lấy cốc nước mình đặt. Ngon lắm cả nhà. Bông có hiểu trứng gà ấp giả là như thế nào không? Có nghĩa là ví dụ như quả trứng này này, nó ấp khoảng tầm 20 ngày thì nó nở con, nhưng mà họ cho ấp có 10 ngày thôi, không cho nở con nữa, thì họ lấy ra họ bán gọi là trứng gà ấp giả. Ăn cái loại trứng nó rất là bổ và ngon cả nhà. Ba nước chấm thần thánh, có ớt, tiêu, muối, chanh. Ăn không? Rất chưa? Đồng ăn rau răm không? Quên mẹ mình cái thìa nhỉ, mấy cái thìa đặt nhỉ, đặt người cái bát. Ngon quá cả nhà. Bùi nhưng mà mẹ cứ tưởng là trứng gà ở bên trong ăn mỏng mỏng á, mẹ ơi, nhưng mà quả này giống như là trứng gà như chưa ấp ý cả nhà. Ông quả mà mẹ ngủ nó bị bể. Ăn ngon quá. Ăn cái trứng này mình kiểu nó ấp qua rồi nên ăn nó không bị nghẹn lắm đó cả nhà. Đúng không?
Ăn với rau răm hợp quá. Chứ này là cứ bị làm sao ấy. Cái quả đấy bị ngược ấy, nó bị vỡ ra, nước nó vàng thế ấy. Để mẹ ăn quả đấy cho. À, ăn quả mới. Một cốc vỡ. Cốc xe vơ. Con gái này ăn trứng với mẹ thì ăn no, không phải ăn cơm nữa. Quả này nóng trắng nó khô như đá ấy cả nhà. Không bóp được luôn. Đâu gọi là Ừ. Cứng ui nhờ. Cứng lắm cả nhà không ăn được. Đấy. ơi, không phải là sẽ để lại và xem tiếp. Ôi, con nắm một cái nó vỡ ra luôn. À, bắt chứng trắng à, cái loại này thì ăn nó lòng đỏ thì ăn nó hơi bừng bột một tí cả nhà, nó không phải là bột chắc đâu, nó chỉ hơi nóng lòng một tí ấy, ăn dễ là dễ luôn. Vị ăn dễ nhưng mà không lại thiếu nước. Ăn tê tê ớt ngon lắm. Chị Bống thích ăn trứng với mẹ Nhung ấy phải nhỉ? Em quay. Ăn Bon thì không thích ăn trứng lắm nên em không quay. Không có những em trứng rán như là trứng lục bò lại không thích. Bon thì ăn trứng rán với cơm nhỉ? Trứng luộc thì Bon không thích cả nhà. Mẹ Bống thì không thích ăn trứng rán lắm. Thích ăn trứng luộc. Chị Bống bóp nâng niu nhỉ? Ở ngoài cần lạnh lắm cả nhà. Ui. Thời tiết Hà Nội mùa đông lạnh rồi. Ở trong nhà đóng kín nên ấm đấy. Ăn rau răm hợp lắm. Nhưng ngã được mấy quả rồi. Khô quá, uống nước thôi. Con gái hôm nay chấm với nước tương Chinsu của hả? Mẹ bóc ra. Chị bấm bóc nâng niu từng tí một. Sợ quả trứng nó đau. Ngon. Này, con đang để ra cái một cái màng ở đây này. À. Chị bấm vừa bóc vừa chơi rồi nhá. Để lại cái màng. Bóc cái màng đây mới dễ ăn được. Chị bấm bóc chơi thôi đúng không? Thì cả nhà ơi, hôm nay em ăn hai mẹ con 20 quả trứng thì ăn đến 11 quả được cả nhà.
No rồi cả nhà, bấm no chưa? Bấm hơi no no, chưa no lắm cả nhà. Thì cả nhà ơi, video của em đến đây cũng là dài rồi. Cả nhà xem video của em có hay, hãy like, chia sẻ, đăng ký kênh, ủng hộ cho kênh Nhung TV nha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại cả Xin nhà. chào các bạn.